Xin chào các khán giả của Duy Anh. Tiếp theo series về những mẫu đồng hồ limited của Mido năm 2022, hôm nay Đức sẽ gửi đến các bạn một mẫu đồng hồ mang tính chất hoài cổ, mang tên là Manteford Power Wide. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Mẫu đồng hồ này sẽ đi kèm một hộp đặc biệt theo đúng truyền thống của Mido dành cho các sản phẩm giới hạn và một hình ảnh minh họa đặc trưng được đặt ở phía bên phải. Tuy là một mẫu Manteford nhưng mẫu này sẽ không được lấy cảm hứng từ cầu cảng Sydney mà nó chính là hình ảnh tái hiện của một sản phẩm cùng tên được Mido ra mắt vào năm 1954. Đó cũng là lý do vì sao mà phông nền của poster bên cạnh mang đúng phong cách của thập niên 50, cũng như là sẽ chỉ có đúng 1954 chiếc được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới. Với tư cách là một trong những đại lý ủy quyền chính thức xuất sắc của Mido trong nhiều năm thì Duy Anh Watch luôn được ưu tiên để phân phối những sản phẩm giới hạn như thế này với đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng mà chỉ đồng hồ thật mới có. Nói về cái tên Power Wide thì đây là cách mà Mido sử dụng để gọi những sản phẩm đồng hồ cơ tự động được trang bị các bộ máy tối giản, ít chi tiết. Ở vào thời điểm những năm 50-60 của thế kỷ trước thì cách thiết kế máy này có ý nghĩa rất lớn, giúp cho việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trở nên dễ dàng. Bộ máy cũng ít chịu mài mòn do ma sát giữa các bộ phận, qua đó thì giúp tăng tuổi thọ cũng như là sự ổn định trong thời gian dài. Tuy ngày nay thì công nghệ đã rất phát triển và những bộ máy phức tạp ngày càng được ưa thích thì Power Wide vẫn là một niềm tự hào của Mido. Trở lại với phiên bản năm 2022, có lẽ thì trong số các phiên bản đặc biệt và giới hạn ra mắt năm nay, đây là mẫu đồng hồ dễ đeo nhất và phù hợp với hầu hết tất cả mọi người, đặc biệt là những ai yêu thích một vẻ đẹp hoài cổ và lịch sử truyền thống của các hãng đồng hồ. Manteford Power Wide là một wristwatch với mặt tròn, với dial 3 kim và 2 lịch rất cơ bản. Ở vị trí trung tâm sẽ là bộ kim hình mũi giáo, xung quanh sẽ là các cọc số đồng dạng. Dạ quang sẽ được tích hợp trên kim cũng như là các chấm tròn bên cạnh các cọc số. Đây cũng là kiểu thiết kế phổ biến của wristwatch thế kỷ trước khi mà điều kiện chiếu sáng chưa đầy đủ như ngày nay. Thì những mẫu đồng hồ thanh lịch vẫn cần đến tính năng này. Ở vị trí 12 giờ thì chúng ta sẽ có logo vintage của Mido cùng dòng chữ sản phẩm là Manteford. Ký hiệu Power Wide sẽ được đặt ở góc đối diện. Ngoài ra, ở góc 11 giờ thì chúng ta cũng sẽ có dòng chữ là Chronometer Limited Edition. Biểu thị ở đây là một phiên bản giới hạn sử dụng bộ máy chuẩn COSC với độ chính xác cao gấp 3 lần đồng hồ Thụy Sĩ thông thường, cụ thể là sai số chỉ từ 4 cho đến 6 giây một ngày. Caliber được Mido lựa chọn cho mẫu này là ETA 28362, một bộ máy truyền thống chạy ở tần số là 28.800 nhịp trên giờ và cung cấp tối đa là 38 giờ chữ cot. Chất liệu kính của mẫu này là sapphire nguyên khối được điêu khắc từ một khối hình vòm có tên gọi là Sapphire Glass Box. Mido là thương hiệu tiên phong trong việc sử dụng công nghệ này để tạo ra những mẫu đồng hồ kính cong nổi bật với việc là đảm bảo độ chống xước gần như tuyệt đối. Trong khi nhiều thương hiệu khác sẽ chỉ sử dụng kính mica, kính khoáng hoặc là kính sapphire nhưng với một độ cong ít hơn rất nhiều. Form vỏ của mẫu này thì được thiết kế khá là cơ bản, nhưng có một điểm nhấn là bốn tay càng sẽ được vát cong cực kỳ tinh tế. Thiết kế này sẽ làm cho đồng hồ trở nên ôm tay hơn ngay cả với những người có cổ tay nhỏ hoặc gầy. Bộ dây ở đây sẽ có 7 chỉ với 5 chỉ giữa kiểu bit uprise, có nghĩa là kiểu hạt gạo, giúp tô đậm thêm dáng vẻ hoài cổ của mẫu Manteford Power Wide, trong khi 2 chỉ còn lại sẽ được thiết kế bản to để đảm bảo sự chắc chắn cho tổng thể của bộ dây. Nắp đáy thì cũng sẽ được Mido làm kín đúng kiểu như đồng hồ xưa. Cuối cùng là kích thước, mẫu này sẽ gồm đường kính vỏ là 40mm, độ dày 12mm. Để biết kích thước này có phù hợp với cổ tay của bạn hay không thì hãy tham khảo video hướng dẫn của mình đăng trên kênh Duy Anh. Mido Manteford Power Wide Limited hiện đang có mặt tại Duy Anh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng rất nhiều phiên bản đồng hồ chính hãng hấp dẫn khác. Nếu quan tâm thì hãy đến ngay với các cửa hàng bên mình hoặc liên hệ qua online là đồnghoduyanh.com. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.